xin giới thiệu với toàn thể các bác sản phẩm vang số dòng X10 với phiên bản hàng mới. Đấy, hàng này thì bên hãng có gửi bên em review cũng như là demo và test thử, thì em thấy con này tiếng cũng khá là ổn và hay. Thì nói là X10 thôi, tên mã thì thôi, nhưng mà dựa trên cái nền tảng là dòng X. Đấy, dựa trên nền tảng dòng X đó, mic này, setup này, các lưu chức năng. Tình trạng là hàng mới nhé, hàng mới nguyên đang nguyên kiện, nhưng mà hãng gửi cho em demo là sẽ đưa mỗi sản phẩm thôi, nên là em cũng đã test trong khoảng một tuần, thử tiếng mic, thử tiếng nhạc và đo các cái packing quay ở trên cái băng số này, thì nhận thấy là các cái cần chỉnh ý, mình tùy chỉnh, độ chính xác của nó khá là cao, nó sẽ không thể nào bằng một con vang số cực kỳ đắt tiền được, nhưng mà nó hay trong tầm tiền các bác nhé, hay trong tầm tiền. DKT X10 mặt màu vàng nhìn trông nó rất là sang đẹp. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Đây em sẽ giới thiệu, lát nữa em sẽ tháo cái nắp ra để quay cho các bác xem. Phiên bản này là phiên bản hàng đầy đủ nên là giá nó sẽ rất là đắt. Đấy, giá nó khá là đắt các bác nhé, cụ thể là vào dưới 4 triệu. Còn các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em sẽ cung cấp cho các bác sản phẩm này, anh em nào lấy số lượng sẽ có giá khá tốt cho các bác. 24 bit digital crossover và 2 bit system progressor. Các bác mà chơi cái dòng vang này trong gia đình thì sẽ khai thác được khá nhiều chức năng. Đó. Đằng sau chúng ta sẽ có mid N, mid R, canter, sub, surround và cửa output này để cắm vào thiết bị ghi âm hoặc là cắm vào dây live stream. R232 kết nối với máy tính, cắm đằng sau, cắm đằng trước tùy chỉnh. Đấy, công tắc nguồn, cũng cắm nguồn và quạt. Bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem là nội thất của này nó như thế nào các bác nhé. Đây là máy khi tháo ra các bác nhé. Con này đang sử dụng con chip Analog Device với mã là 21375. Đó. Đấy. Linh kiện đây. Đó. Nguồn đây. Hai nguồn. Linh kiện máy đây. Thì đây là cái hàng mới ở phiên bản mà dưới 4 triệu thì nó sẽ như thế này. Còn các bác nếu như các bác mà kiếm được Vina X5 hàng vãi xịn hay là hàng nhập khẩu chính hãng xịn có họa tiết hoa văn này thì giá nó sẽ tầm 6 đến 8 triệu tùy. Đó. Hàng mới. Trông nó đẹp, đúng không? Các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang số này thì alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại dưới phần mô tả. Đấy. Linh kiện. Với một số phiên bản đặc biệt như là một số cái dòng đời X đời cao hơn thì chúng ta sẽ có các cái cần chỉnh và sẽ được nhiều chế độ hơn và các cần nó sẽ được nhiều hơn. Con này thì nó thuộc dạng là tầm trung, khá là dễ sử dụng. Với bản thân em mà khai thác được một cái vang số thì chúng ta cần phải học hỏi và tìm hiểu kỹ về cái vang số cũng như là thời gian đàn sờ nghịch ngợm, đâu đó nó khoảng tầm một tuần khai thác bằng sạch các cái chức năng của nó. Còn nếu như mà làm một cái vang số mà mình chưa bao giờ làm thì nó cũng sẽ mất thời gian ban đầu để gọi là thích nghi và làm quen. Giống như các bác có một cái xe máy, các bác bây giờ chưa biết cơ cấu sang số như thế nào thì cũng phải hướng dẫn sử dụng, chứ không thể là nhìn thấy mà biết được, trừ khi là các bác đã gọi là sử dụng qua một vài dòng xe máy rồi thì mới biết cách để sử dụng. Ví dụ bây giờ đang đi xe số mà các bác nhảy sang xe ga thì chúng ta đi là cứ quen theo kiểu là lấy chân trái chân phải để tì và dận sang số cũng như là phanh,
thì thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng cơ cấu là trên tay. Đấy, đó thì với các một số cái dòng vàng số hiện tại em đang có thì em đã làm quen rồi, còn sắp tới sẽ về một số cái vòng vàng số cao cấp thì cũng phải nghiên cứu thật thật kỹ và khai thác được cái khả năng trình diễn của nó như nào, sau đó thì mới giới thiệu. Còn các cái dòng này thì em đã dùng nhiều rồi. Cái dòng này thì chủ yếu là lấy về đo trên cái thiết bị chuyên dụng để xem là tỷ lệ sai số với cái bản chính hãng, bản gốc nó sai số đáng kể là bao nhiêu phần trăm. Thì thực tế thì mỗi người một ý kiến, mỗi người một cách nói và mỗi người một kiểu làm cứ thế làm sao mà nó khá là hay mà tổng chi phí đầu tư ra nó vừa phải là được các bác nhé. Thì đây các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang số này thì alo trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những clip lần sau.